Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phần tạo nữa, đó là tạo cái phần đa cấp nhưng cho các cái thẻ ULLI. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ select phần này lại. Thường người ta gọi là menu menu. Ví dụ chúng ta sẽ đặt tên như thế. Lúc này chúng ta sẽ tạm thời loại bỏ những phần ở phía dưới. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nghiên cứu trước về cấu trúc của ULLI. Thì thông thường theo hiện nay thì người ta thường sử dụng cấu trúc này để tạo ra những cái menu hoặc liệt kê những danh sách nào đó. Home. Đây là contact. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái tập tin menu OL của chúng ta. Và các bạn đã thấy chúng ta liệt kê ra được. Tiếp theo, nếu ở trong cái phần new này có phần tin tức thì chúng ta sẽ làm như gồm có hai mục. Nếu cho phần new của chúng ta gồm có hai mục con thì chúng ta phải viết như thế nào? Lúc này chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta phải tạo ra cặp thẻ OL. Lại. Thì lúc này chúng ta ví dụ như tin tức 1. Chúng ta có hai mục tin tức. Vậy chúng ta sẽ tạo trong cái thẻ LI này một cái UL và có hai mục tin tức 1, tin tức 2. Chúng ta refresh lại. Thì các bạn đã thấy chúng ta đã tạo ra được tiếp. Nếu ở trong phần này có các tin tức khác nữa thì chúng ta lại phải tạo ra UL. Sau đó trong UL của chúng ta sẽ có LI. Ví dụ như TT1. TT1.1. 1.2. Bây giờ chúng ta sẽ refresh lại để chúng ta xem. Vậy các bạn đã thấy đây là cái cấu trúc của phần ULLI và nó thường sử dụng cho menu. Vấn đề của chúng ta chỉ là làm CSS, sau đó nó sẽ tự động tạo ra. Phần này phần liên quan tới CSS nên tôi không nói nhiều vì các bạn đã quá quen thuộc với CSS và HTML. Vậy thì lúc này hàm đệ quy của chúng ta không thực hiện được đối với L và L UL, LI mà chúng ta phải sửa đổi lại một chút thì nó mới thực hiện được những phần này. Vì chúng ta thì CSS nó lại và chúng ta qua mục 002. Vậy lúc này chúng ta cần sửa gì ở đây? Lúc này vấn đề của chúng ta là làm sao khi vòng lặp chạy thì nó sẽ tạo ra UL và LI luôn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta tạo ra một cái, ví dụ chúng ta đặt tên là menu. Vậy chúng ta sẽ tạo ra như thế nào? Thì phần này nó sẽ không còn là phần array nữa, mà lúc này nó trả về cho chúng ta là một chuỗi chứ không phải còn một array nữa. Vậy chúng ta sẽ đổi tên nó là đệ quy menu. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây là giá trị là change hoặc là chúng ta là new menu. Vậy lúc này giá trị ở phía dưới này cũng phải được đổi thành menu. Và lúc này chúng ta không còn ở đây, không còn là đưa vào một mạng nữa. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái menu
bắt đầu của chúng ta sẽ là buồn lặn. Thì sau đó khi vòng lặp chạy thì chúng ta khi vòng lặp chạy thì chúng ta đưa các cái phần LI vào. Vậy thì khi hết vòng lặp thì chúng ta phải đóng cái thẻ UL này. Vậy chúng ta sẽ đưa xuống đây là đóng thẻ UL nối với. Còn lúc này menu new của chúng ta sẽ phải được viết như sau. Chúng ta sẽ không cần tạo đến level, chúng ta cũng không cần tạo đến level nữa, mà chúng ta chỉ cần cái phần parent của chúng ta mà thôi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tạm bỏ mấy phần này đi và chúng ta sẽ viết lại. Chúng ta vẫn giữ lại phần if này. Nếu nó quay thì lúc này chúng ta sẽ gán vào những cái li. Ví dụ như chúng ta sẽ đưa vào một chuỗi li, rồi chúng ta sẽ gán vào value name và sau đó chúng ta đóng nó lại. Lúc này chúng ta sẽ có nghĩa là khi để query ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải đưa vào một mạng mới, mà chúng nên chúng ta loại bỏ cái level này đi. Khi loại bỏ level này đi thì chúng ta cũng loại bỏ level ở trong phà phía trong. Phần này của chúng ta thì chúng ta cũng có cần giữ lại hay không? Vậy chúng ta cũng sẽ cần giữ lại nó. Vậy chúng ta sẽ đưa vào đây bằng chúng ta new parent của chúng ta chính là giá trị của chúng ta là value ID. Và sau khi thực hiện xong thì chúng ta cũng sẽ thực hiện hàm unset. Lúc này của chúng ta là result và key, giá trị key. Nói chung là nó tương đối giống cái hàm key cũ của chúng ta chứ không có gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử và chúng ta echo. Lúc này chúng ta sẽ tôi sẽ tạm thời xóa phần ở phía dưới này đi. Lúc này chúng ta sẽ chạy để quy. Đầu tiên là mạng của chúng ta chính là mạng menu. Tiếp theo của chúng ta là pattern. Parent, chúng ta bằng 0 và new menu. Giá trị của new menu. Vậy thì sau khi chạy thì chúng ta sẽ echo cái giá trị này ra. Vậy ở đây chúng ta sẽ echo new menu. Bây giờ chúng ta hãy vào phần menu 002. Chúng ta xem lại thì ở trong phần này của chúng ta gọi để query. Thì trong phần này của chúng ta gọi để query là menu chứ không phải còn lại phần cũ nữa vì chúng ta refresh lại. Các bạn nhìn thấy ở đây có vẻ không đúng lắm, bây giờ chúng ta kiểm tra lại coi chúng ta sai chỗ nào. Lúc này chúng ta phải nối chuỗi ở đây thiếu dấu chấm. Bây giờ chúng ta refresh lại chúng ta xem. Vậy chúng ta vẫn chưa có giá trị gì hết. Chúng ta kiểm tra lại, chúng ta view sụt xem ở dưới sụt này là gì. Thì các bạn thấy chỉ có UL là y, tự nhiên có những dấu gạch ở đâu. Chúng ta kiểm tra lại. Đầu tiên chúng ta tạo ra hóa ra là cái dấu gạch này. Vậy chúng ta sẽ nhét nó vào đây. Refresh lại. Bây giờ chúng ta view sụp. Các bạn nhìn thấy là
tuy có UL nhưng có điều là nó không nối thêm những cái phần LI vào. Vậy chúng ta kiểm tra xem nó sai ở phần nào. Suột của chúng ta đã đưa vào. Nếu value parent new menu của chúng ta, vì chúng ta echo thử ở đây. Chúng ta refresh lại. Chúng ta visual chúng ta xem. Bây giờ chúng ta sẽ không echo nữa. Và chúng ta refresh. Các bạn không thấy nó hiện ra. Vậy vấn đề này nằm ở đâu? Có thể là cái chuỗi của chúng ta có vấn đề. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Lúc này tôi thấy phần này khi mỗi lần mà cái phần đại quy nó quay ngược lại thì cái new menu này nó bị gán bằng một giá trị mới. Vì vậy chúng ta phải thêm dấu chấm ở phía trước này. Và bây giờ chúng ta refresh lại. Các bạn đã thấy chúng ta đã in ra được cái cây theo cái phần UNLI. Vì chúng ta visual cho nó xem. Lúc này các bạn có thể rất là khó nhìn nhưng chúng ta để ý thì chúng ta lâu lâu chúng ta lại thấy một cái cặp UL. Cặp UL của chúng ta xuất hiện. Vậy thì lúc này chúng ta phải, có nghĩa là chúng ta phải remove nó đi. Vậy làm sao để remove thì phần này khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần một hàm string relay. Chúng ta kêu là nó hãy đi tìm phần UL rồi nối với UL nữa và sửa lại thành hoàn chỉnh trong cái subject của chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại để chúng ta xem. Bây giờ chúng ta sẽ view sụp. Các bạn nhìn thấy lúc này không còn gặp thẻ UL rỗng nữa. Vậy là chúng ta đã thực hiện được việc tạo ra một cái hàm cho để quy bằng UNLI. Nhưng mỗi lần chúng ta thực hiện như thế này thì chúng ta phải thay một số giá trị ở phía trong hàm của chúng ta. Vậy thì lúc này cái hàm ở bên phần deep của chúng ta thì có thể dùng được cho deep và select box. Riêng đối với UNLI chúng ta phải tùy vào cái cấu trúc của cái cây menu mà chúng ta chỉnh lại một chút làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây chúng ta thêm vào một cái thẻ A nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ chúng ta thêm vào thẻ A để nhấn vào cái link. Thì chúng ta đem vào đây một cái thẻ A. Bây giờ chúng ta refresh lại thì chúng ta sẽ có link. Bạn đã thấy chúng ta có link đầy đủ. Vậy là chúng ta đã học xong một số kỹ thuật để quy sử dụng mạng của chúng ta. Và sau này thì chúng ta chỉ cần sử dụng lại những hàm này trong những cái ứng dụng thực tế mà chúng ta sẽ gặp.